8 cách tự nhiên giúp hạ huyết áp trong vòng vài phút. Nếu bạn bị cơn đau đầu dữ dội, mệt mỏi, nhịp tim không đều, đau tức ngực, rất có thể bạn đã bị tăng huyết áp hoặc huyết áp cao. Việc căng thẳng, thiếu ngủ, béo phì, thừa cân hoặc các bệnh tiềm ẩn khác có thể là nguyên nhân tình trạng này, và đôi khi ngay cả những người khỏe mạnh cũng mắc phải nó. May mắn thay, có một vài kỹ thuật đơn giản có thể giúp bạn thư giãn các mạch máu và cơ bắp, giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Sau đây sẽ là 8 cách để giảm huyết áp nhanh chóng mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Một, massage tai và cổ. Có 3 điểm trên đầu và cổ có thể giúp bạn hạ huyết áp trong vòng vài phút. Tìm điểm đầu tiên sau dái tai. Tưởng tượng có một đường thẳng từ đó xuống phía dưới đến trung tâm của xương đòn. Đây chính là điểm thứ hai. Sử dụng ngón tay của bạn nhẹ nhàng xoa bóp cổ với các động tác nhẹ nhàng lên xuống 2 điểm. Lặp lại 10 lần ở hai bên cổ của bạn. Điểm thứ ba nằm trên khuôn mặt ở gần tai. Massage điểm đó ở mỗi bên bằng ngón tay trong khoảng 1 phút theo chuyển động tròn ngược chiều kim đồng hồ. Xoa bóp những khu vực này sẽ làm giảm căng thẳng trong cơ cổ và khôi phục lưu lượng máu thích hợp đến não của bạn. Cách thứ hai, bấm huyệt. Huyệt phong trì là một trong những điểm bấm huyệt hiệu quả nhất để điều trị huyết áp cao. Bạn có thể tìm thấy những điểm này ngay dưới đáy hộp sọ, trong hai vùng trũng ở sau đầu. Dùng ngón tay cái ấn hai điểm này bằng một áp lực ổn định nhưng nhẹ nhàng vừa phải. Trong 1 hoặc 2 phút, bạn sẽ cảm thấy rằng cơn đau đầu đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cách thứ ba, tập thở bằng lỗ mũi trái. Thở bằng lỗ mũi trái sẽ giúp bạn kiểm soát mức huyết áp bằng cách thư giãn mạch máu và giảm hormone gây căng thẳng. Về cách thực hiện, ngồi trên sàn hoặc trên ghế ở tư thế thoải mái, lưng thẳng, đặt bàn tay trái trên bụng, bịt lỗ mũi phải bằng ngón tay cái. Hít một hơi thật sâu qua lỗ mũi trái của bạn, giữ trong vài giây, sau đó thở ra. Hít thở chậm và sâu chỉ qua lỗ mũi trái trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Cách thứ tư, tiếng thở của ong. Tiếng thở của ong rít lên sẽ giúp bạn ngay lập tức thư giãn đầu óc và thoát khỏi những cơn đau đầu, đau nổi đầu liên quan đến tăng huyết áp. Về cách thực hiện, ngồi xuống sàn trong tư thế thoải mái, lưng thẳng, đặt ngón tay trỏ của bạn vào sụn của cả hai tai. Hít một hơi thật sâu, khi bạn thở ra, tạo ra một tiếng vo ve giống như một con ong, đồng thời gây áp lực nhẹ lên sụn tai của bạn. Lặp lại bài tập từ 7 đến 10 lần. Cách thứ 5, nghe nhạc cổ điển. Việc nghe nhạc êm dịu như dòng nhạc cổ điển hay đồng quê có thể giúp giảm mức huyết áp của bạn, đặc biệt nếu kết hợp nó với các bài tập thở hoặc thiền, bởi vì loại nhạc này tạo ra một tác dụng làm dịu cơ thể và làm giảm hormone gây căng thẳng, cortisol. Các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng âm nhạc có thể giúp giảm huyết áp của bạn. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian nhiều hơn một chút để nghe nhạc thường xuyên. Uống một ly nước. Trong một số trường hợp, huyết áp cao có thể do mất nước. Khi bạn mất nước, thể tích máu trong cơ thể sẽ giảm và sức cảm ngoại biên của bạn sẽ tăng lên. Để tránh tình trạng này, mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy các triệu chứng tăng huyết áp, hãy cố gắng uống một ly hoặc hai ly nước. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục một lượng máu đầy đủ trong cơ thể và làm giảm huyết áp. 7. Thư giãn. Tư thế Savasana hay còn được biết đến với cái tên là tư thế xác chết, có thể giúp giảm nhịp tim và giảm đáng kể huyết áp. Chỉ cần nằm ngửa, nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn từng cơ bắp trên cơ thể. Nghỉ ngơi trong tư thế này trong khoảng 10 đến 15 phút và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trước. Bên cạnh việc làm cho huyết áp trở lại bình thường, tư thế này cũng sẽ giúp cân bằng hệ thống thần kinh. 8. Ngâm chân trong nước nóng. Ngâm chân trong nước nóng giúp bạn giữ cho đầu và cổ mát mẻ, ngăn máu chảy lên não. Đơn giản chỉ cần lấy một cái xô hoặc một cái chậu và đổ đầy nước nóng ở mức mà bạn có thể chịu được, không nên để nước quá nóng. Sau đó ngồi xuống ghế
và đặt chân xuống nước trong vòng 10 đến 15 phút, máu từ đầu của bạn sẽ di chuyển về phía bàn chân và huyết áp sẽ dần dần trở lại bình thường. Ngoài ra, còn một số bài tập dễ dàng khác sẽ giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả. Các bài tập tay cầm bóng cao su hoặc co bóp và giải phóng cơ tay khi bạn bóp bóng có thể giúp bạn cải thiện tính linh hoạt của các mạch máu và khả năng thư giãn. Thực hiện bài tập trong khoảng 12 đến 15 phút, 3 lần một tuần. Sau một tháng, mức huyết áp của bạn sẽ giảm đến 10%.